Nó bị trúng cái nút kia văng ra ngoài bạn ơi. Nhấp nút O là không được. Á thì căng quải nồi luôn á. Đúng không? Mình nhấp cái nó trúng cái màn hình văng ra ngoài. Game gì mà nó căng. Mệt thiệt á, nhấp mệt thiệt á. Mấy giờ hết game chưa? Máu như mày. Đứng ngoài tập thể dục. Đứng ngoài tập thể dục chờ lượt tới lượt. À, chưa. Chạy không? Đứng ngoài tập thể dục. Căng căng mày nữa à. Hai thằng bu á biết ngay ba thằng rồi. Ôi chó chó nói chung là bị quýu các bạn ơi, mình sợ không kịp thời gian quýu không được. Mà tính ra cũng dài đó, nhớ là trước mình chơi nhanh, chắc tại nãy giờ mình chạy mãi yếu quá, không súng nữa. Bài bắn ở đây tới đất ngoài
không 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 sang quýnh trời mới ra cho quýnh nam mô đây nè vô nè tích cực biết rồi đó. Vô cây giấy tự nhiên vô bún hụt đèn quá bún gà quá não đậu hên quá nó đang bị đánh thì nó không đánh trả cục máu rồi ừ để tao quýnh tao chết bị dịch nó bắn bắn mình có đèn hết bắn cầm sáu nòng nó sấy chùm cuối đó cầm cây các bạn ơi nó cầm được khí rồi nó đứng ngoài tập thể dục kìa đấm một lộn mèo trời ơi bốn quýt mà bấm hụt nghe đúng gà luôn trời ơi bốn quýt bấm hụt không biết mà bấm có ba cái cứu cứu được nắm này ai à cái máy này tự ra chứ đúng rồi. Ngồi nghỉ mát hai đứa bắn đúng ngu luôn đó gốc cột hai thằng đi đứng hai bên là bắn chết ngắt rồi. Đứng bắn hoài vô bắt thằng này quýnh 5 nút rồi máu đâu
bảo đâu. Gì đâu không vậy? Máu đâu, máu đâu, máu đâu, máu đâu. Chim nhắc. Hay gà. Hơi gà các bạn, bình tĩnh rồi. Ai cũng dài, video cũng dài lắm nha. Ba thằng bố quýnh nữa rồi, quýnh xảy cái là bị ba thằng bố quýnh liền à. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng manh động. Dở là bấm kỳ ta, có nút ho dột chua ăn quá. Chết quá nha, anh chết hoài, chết lắm nha. Chết chết rồi, thiệt đó chứ. Cái này lộn mèo. Gì vậy? Gì hụt hả? Tức thiệt cơ chứ. Căng quá. Đánh lại nữa rồi. Tập trung, tập trung. Tập trung, tập trung. Tập trung, tập trung, tập trung. Căng quá.
ghét nhất là lúc con nè. Lúc con bị sao á. Cây thì cơ chứ. Lúc qua mình bấm giống như bị liệt bên lúc qua của mình hay sao á. Vô vô. Cần thiệt cơ chứ. Tập trung đến vốn nút cần quá. Trên tay cầm là thấy mẹ nó với mình rồi. Mẹ nhìn điện thoại khó quá. Vô vô. Quỷ này tàn lúc đôi không. Nãy giờ không có máu nha. Nãy giờ có máu nha. Chết kỹ rồi. Tính cái này dùng cho quay cái này còn cũ á. Hai thằng rồi. Mày ba thằng nó bu vô là hiểu rồi. Hít vào lòng tâm tĩnh lặng, thở ra môi miệng mỉm cười. Căng quá. Trời không cho máu giờ hủ đánh trời. Vô vô. Vô vô. Châu quá vậy. Máu cho máu thiệt. Cái gì vậy? Hụt hả? Okay. Đấy. Một cục máu nhỏ xíu. Mình đánh đây chết cho nó đấy. Căng lắm ấy. Xong luôn rồi. Máu rồi. Học cái nơi là chết. Yếu. Máu. Gì đâu không. Thôi rồi, cái này thôi nữa rồi. Máu.
qua không? Hên quá. Nó đánh mà hồi hộp tiếng chán luôn. Chán thiệt chứ. Rồi. Căng nè, chỗ bơm này mới căng nè. Việc này hơi chua nha bạn. Đánh chùm đi. Chúng ít đạn quá. À, dở quá. Bắn nó tiếp. Này súng nhiều. Nó bắn kèm một trên cắt rồi. Thank you.
Cái quỷ này đồ đạn đâu vậy ta? Quỷ này đồ đạn đâu quá trời không biết. Căn này 10 giờ rồi. Giờ chưa trả tiền tiệm ta nữa. Bị đấu chụp cuối chưa? Quýnh hào máu quá, hào máu có cái mình tưởng đâu game này ngắn hay là cũng dài quá mà. Càng này nha. Rồi mấy cái mà tẹp màu luôn. Hết chỗ nó đứng rồi. Trời lộn. Giờ hò mà bấm tam giác. Con này không có cái ít nút liền dễ quýnh. Đứng ngay kia chắc là không thấy gì hết. Game mình chơi bánh. Bắn súng nữa. Hơi khó bắn cái mìn. Dù tính ngày dài các bạn ơi. Chiếc này quýnh chùm cuối nè. Để mã tiếp.
bơm. Nhắc lại. Cày. Được chưa? Hơi căng nha, vô ngon ít tam giác. Hãy xem ta đây. Dạ 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 dạ. Bắn cái nữa chết luôn rồi. Khó nha bạn, dùng lượng này khó quá. Bắn gãy cánh. Cái tay cầm á thì mình đè tới đè lui được, cái này mình đè nó di chuyển khó quá. Giết mày trước. Quá, game này căng quá. Có 3 phút. Lão già khủng khiếp. Tao nhìn mày nãy giờ lâu lắm rồi, tao nhìn mày nãy giờ lâu. Trời ơi, ông vô máu không nhiều hết, biết nhiều luôn. Căng nha. Đang cả tuấn. Chiêu này hoài cũng được dễ. Này tính ra cũng chơi dễ rồi. Ghê không? Này, căng vậy.
thua, má đâu nút vô đó là thua. Rồi thua. Căng các bạn. Đừng có đánh lại nha, đánh khúc 5 5 nút đi. Đánh lại là chua lắm á. Rồi đánh lại từ đầu quá căng vậy. Ai bấm hụt đánh ba cái là lên trường, ba cái đúng ba cái luôn à. Ủa, căng quá căng quá. Dù đánh 6 nút nữa mới ghê chứ. Ê, theo nút O trời. Trời ơi, dở. Hôm nay dễ đánh mà đánh hụt mít. À, đánh 6 nút hồi chùa. Mình giải lao xíu đi, mình chơi tiếp bạn ơi. Đuối quá. Sau khi giải lao xong mình cố gắng tiêu diệt con quỷ chùm này các bạn ơi. Quỷ này quýnh ghê quá. Chán quýnh đừng hụt nha bạn ơi, nó 6 nút khó quýnh quá. Khó quá bạn, 6 nút thôi chưa. Thiếu một nút. Ok.
Có nha. Quýnh hơi quen tay đấy, nút có nhiều lắm các bạn. Thua. Căng quá. Ba nút mình đếm hay đố. Thử thử. Rồi cái dễ mà bấm nó vô. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. Quýnh cầu 5-6 cái mới chết không? Cái dễ mà muốn không vô. Quan trọng là điểm nút các bạn ơi. Mình điểm không 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 thấy là không đủ là nó quýnh không được. Trời ơi. Vuông rồi đó mà. Chết tôi rồi, 2-3 cái nữa hả? Trời ơi. Cái nữa. Cuối cùng cũng được. Ai, quýnh đúng gà luôn. Cái nữa hả?
S đi mày. Nhấp S mày. Thua rồi. Quên sao nữa, chết rồi, cái này quýnh lại là xong luôn đó. Nhấp S, nhấp S. Cái phần bài này quýnh tích tắc thôi. Mỏi cái tay. Hết game rồi bạn. Thế là hết game rồi. Bitchy bass. Rồi hết game nha các bạn ơi. Mình hết game mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn.